Chúng ta đến với phần kinh thánh và chúng ta vừa nghe đọc tiếp tục trong bài học của chúng ta về sự sống lại. Anh chị em nhìn vào trong dạng bài thì thấy tôi có đổi một vài cái điểm nhỏ, những đòi hỏi của sự sống lại, áp dụng lẽ thật của sự sống lại. Trong đó chúng ta thấy phúc âm và sự sống lại của Đấng Christ, phúc âm và sự sống lại của người tin, chia ra làm hai phần suy nghĩ. Thứ nhất là nếu không có sự sống lại thì như thế nào, và vì có sự sống lại thì ra sao. Chúng ta theo cái chìa khóa của sư đồ Phaolô đã mở ra cho chúng ta ở đây. Nhưng mà tôi nhớ tôi lúc mà còn trẻ hơn thì lúc đó có chơi nhạc trong ban Siôn, thì có một cái bài mà cũng rất thích, đó là bài Một Ngày Qua. Thì thường thường hát thì có một câu điệp khúc cứ hỏi là đời mình chỉ thế thôi sao, bạn hỡi đời mình chỉ thế thôi sao. Và tôi nhớ tới cái câu hỏi đó khi chúng ta đến phần kinh thánh này. Cuối cùng không phải chỉ là hỏi những người chưa biết Chúa, nhưng thực sự cái câu hỏi đó là hỏi cho chính mình, là đời mình chỉ thế xôi sao nếu mà tôi biết tất cả những lẽ đạo này, những sự ban cho rất lớn ở trong Chúa, và nếu đời tôi chỉ thế thôi sao, tôi chỉ sống cách giới hạn và trong cái chiều hướng suy nghĩ của chính tôi. Thì câu trả lời của phần kinh thánh này không phải chỉ làm cho chúng ta tỉnh thức, nhưng cho chúng ta có đầy hy vọng. Nhiều khi mình học những điều này mình thấy guilty hơn, mình thấy khó khăn hơn, nhưng mà cái khó khăn cái đó nó phải mở ra cho chỗ gieo mình vào trong ân điển của Chúa để nhận được điều mà Chúa muốn ban cho, sự dồi dào trong lẽ thật của sự sống lại. Chúng ta đến với Chúa, lạy Chúa, trên tùy thuộc nơi chúng con sẽ trả lời câu đời chúng con như thế thôi sao một cách thất vọng và đau buồn, vì biết rằng chúng con không làm đủ điều gì, không đạt được điều chi. Nhưng chúng con trả lời trong ân hồng của Chúa và sự mạnh mẽ của Thánh Linh Ngài, thì chúng con có thể trả lời rằng trong cái chỗ số không của chúng con, Chúa làm cho nhân bội, Chúa làm cho thành cõi đời đời, Chúa làm cho nên vinh hiển của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng con học những bài này, thấy được sự trông cậy và sự nhiệm màu của ân sủng Chúa, để chúng con sống trọn vẹn trong sự ban cho dồi dào của Ngài cho sự vinh hiển Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng con lắng nghe để thấy chỗ mình đứng cần chỗ thay đổi, cần chỗ nối kết, để thực hành những điều này ngay trong ngày sống, đời sống hiện tại của chúng con. Xin Chúa phù giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Đời mình chỉ thế thôi sao? Sư đồ Phaolô hỏi một cái cách khác. Ông hỏi là nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi. Ông nói thì nếu mà đời mình chỉ thế thôi sao, thì ông hỏi câu đó là chỉ có sống trong cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi. Thì tôi muốn bắt đầu ở chỗ đó để chúng ta nhìn lại là chúng ta sống mà trong Đấng Christ thì có sự trong cậy, chúng ta biết điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Chúa trên đời sống của mỗi người chúng ta. Những người đã biết Chúa, đã kinh nghiệm Chúa thì chúng ta có thể trả lời cái câu là tôi có sự sống đời đời, tôi có sự cứu rỗi, tôi có sự tha tội. Tôi có kinh nghiệm với Chúa, tôi có hội thánh Chúa, nghĩa là tất cả những điều mà mình đã học, mình có hết. Nhưng mà cái vấn đề là mình dùng những điều đó và mình sống cho cái gì? Thì đó là cái câu hỏi mà sự sống lại, lẽ đạo của sự sống lại phải giúp chúng ta vượt thắng cái giới hạn. Tại vì như mình nói, nếu với tất cả những sự trông cậy trong Chúa, với tất cả những lẽ đạo đầy dẫy trong Chúa, mà chúng ta chỉ dùng những điều đó, sự trông cậy đó, chỉ áp dụng trong đời này mà thôi, và sống một là thỏa mãn, hai là giới hạn trong cái chiều hướng đó, thì quả thật chúng ta chưa có thấy được cái điều mà Chúa muốn ban cho. Tại vì khi sứ đồ Phaolô nói là tôi truyền rao cho anh em, anh chị em, một điều mà chính tôi nhận lãnh, và đây là lẽ đạo tin lành, và đây là lẽ đạo tin lành mà anh em đã, tôi đã rao giảng cho anh em và anh em đã nhận lấy, anh em đã đứng vững vàng trong đạo ấy, anh em đã được cứu rỗi vì nhờ đạo ấy, anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Anh em phải biết rằng nếu mà không đi con đường đó thì tất cả những gì anh em sống đều là vô ích cả. Và khi anh em đã sống trong cái lẽ đạo đó thì nó có phần áp dụng, là không phải chỉ giữ cái lẽ đạo cho đúng và đặt niềm tin của mình trên cái căn bản của Chúa cách hẳn hoi, nhưng nó chi phối trong cái mục đích của đời sống, phương cách đời sống. Cái sự trông cậy đó nó phải vượt hơn cái giới hạn của đời này, thì mới đúng là sống trong tin lành của Chúa, mới đúng là sống trong sự trông cậy ở trong Chúa. Và nếu không thì ông nói là chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.
Thành thử cái sự chứng minh đó là chúng ta sống trong lời của Chúa, trên căn bản của lời Chúa. Nhưng cái chứng minh của sự sống là nó nằm chứng minh của đức tin thì nó nằm trong sự sống, và sự sống đó nối kết với lại thứ nhất ông chỉ ra là cái sự kêu gọi. Khi mà phục sinh là cái trọng tâm của phúc âm, mà phúc âm là trọng tâm của đời sống chúng ta, thì nó kết quả trong cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình. Thì ông chỉ ra là cái kết quả đó nó ra từ một cái đời sống phục vụ Chúa và đáp ứng lại với ân sủng Chúa. Ông nói trong câu số 10: nhưng tôi nay là người thể nào nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Ông không nói về một cái ơn tổng quát, dĩ nhiên cái ơn điển của sự cứu rỗi, ơn điển của sự kêu gọi. Nhưng ông đang nói là cái kinh nghiệm với Chúa trong sự hiểu biết Chúa là đấng sống lại. Chúa đã hiện ra với tôi như là thai non, hèn mọn, không đáng gọi là sứ đồ. Nhưng mà có một cái sự thay đổi lớn trong đời sống tôi, đó là Chúa làm cho tôi trở nên hữu hiệu và ích lợi cho công việc của Chúa. Cho nên ông dùng cái chữ là ơn sủng Chúa ban cho tôi không phải là uổng vậy. Chúng ta một lần nữa được đặt để câu hỏi rằng cái ơn sủng của Chúa ban cho đời sống của mỗi chúng ta nó nằm chỗ nào. Thì ông nói là một người mà đối diện với lại thập tự giá của Đấng Christ, đối diện với ngôi mộ trống của Đấng Christ, đối diện với tất cả những sự chứng minh hùng hồn của dữ kiện của sự sống lại, mà bước đi không thay đổi là cái chuyện bất khả thi. Mà bước đi mà có sự thay đổi thì nó phải thay đổi trong cái đời sống và chức vụ. Một người mà hiểu biết tất cả những sự ban cho tại thập tự giá và ngôi mộ trống mà sống cho mình và cho đời mình mà thôi thì cũng là bất khả thi. Tại vì cái sự thay đổi của sự sống mới, cái quyền năng của lẽ đạo trong đức tin, trong quyền năng của Chúa Giêsu không để cho mình có thể sống như vậy. Mà nếu mình sống như vậy tức là mình không có cái sự sống thật mà ra từ nơi ngôi mộ trống của Chúa trong sự liên hệ mà Chúa ban cho. Cho nên ông dùng cái chữ uổng là như vậy, in vain, là nó empty, nó trống không, nó là cái số không. Và ông nhắc đi nhắc lại cái vấn đề cái con số không này nhiều lần. Ông nói, ông báo nguy cho họ ngay từ câu số 2 là anh em phải đứng vững vàng và phải thực hiện trong đời sống của mình, kẻo cái đức tin của anh em là in vain, là uổng, là số không. Rồi ông nói cái ơn của Chúa ban cho tôi nó không phải là số không, nó phải uổng, tại vì tôi làm việc cho Chúa, tôi hầu việc Chúa. Ông nói tiếp là trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bằng là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Ông chỉ ra cái công việc, không phải là mình làm công việc để chứng minh điều gì, nhưng mà nó là cái bông trái của cuộc đời nối kết với Chúa. Thì nếu mình nói một cái cây có kết quả thì mình hỏi quả đâu, thì ông chỉ ra những cái kết quả là cái bông trái của Thánh Linh rồi bày tỏ ra trong môi trường của đời sống. Rồi ông cuối cùng trong đoạn này thì ông nói là công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Anh em phải nhớ rằng cái mình có công khó, mình học được Chúa hết lòng, thì những điều đó nó bày tỏ cái sự sống của mình. Không phải là mình đến nhà thờ làm nhiều việc thì được thấy được an ủi, thấy là mình chứng minh điều chi. Nhưng mà những điều đó là nó nói về cái đáp ứng của tâm lòng đối với ân sủng Chúa. Rồi ông kết luận là đây là cái chuyện áp dụng cho tất cả mọi người. Câu số 11, ông nói là ấy vậy, dầu tôi, dầu người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và điều anh em đã tin. Tất cả những điều này, ông nói là đã được giảng dạy trong Hội Thánh Chúa bởi các sứ đồ, hay dầu là tôi hay là các sứ đồ khác. Đây là ý muốn Chúa, đây là chỉ định của Chúa. Và anh em đã tin cho nên anh em sống trong cái sự hiểu biết này và cái kết quả này. Rồi ông nối kết một cái sự sai lầm trong hội thánh tại Corinto trong câu số 12 để ông nhấn mạnh cái điều đó nữa. Ông nói có một sự sai lầm giữa bọn anh em khi anh em học về, hay là anh em nói về vấn đề lẽ đạo của sự sống lại, thì vả nếu giảng dạy Đấng Christ từ cái chết sống lại thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những cái chết chẳng sống lại. Thì anh em nghe những người giảng sai lầm, nhưng mà ông nói bây giờ giả sử như họ đúng đi. Giả sử như Đấng Christ đã chẳng sống lại thì mình suy nghĩ coi cái kết quả của cái sự suy nghĩ đó nó dẫn tới đâu.
Nếu những kẻ chết không sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại. Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì sự giảng dạy chúng tôi ra luống công và đức tin anh em ra vô ích. Ông nói thì tất cả những gì mà chúng ta nói thì nó, bây giờ nó bị bỏ hết, tất cả những sự gây dựng của chúng ta bây giờ sập đổ hết. Tại vì nếu mà không có sự sống lại, và ông đang nói là nếu mà anh em nghĩ rằng anh em không sống lại vì con người không có sự sống lại, thì anh em nói rằng Chúa Giêsu cũng không sống lại, tại vì Chúa Giêsu là con người. Tức là họ nói cái sự sống lại này không dính líu gì tới mình, nói về thần thánh nào đó thì mình nói, nhưng mà là con người thì cái chuyện sống lại nó không áp dụng vì chúng ta không sống lại. Thì ông nói là nếu mà sự sống lại này không áp dụng cho anh em là con người, không áp dụng cho con người thì Chúa Giêsu là người thật, cho nên cũng không áp dụng cho Chúa Giêsu. Mà nếu không áp dụng cho Chúa Giêsu nghĩa là Chúa Giêsu đã chẳng sống lại, thì tất cả sự giảng dạy của chúng tôi ra vô ích, đức tin của anh em ra vô ích. Ông dùng cái chữ trống không, vô dụng, vô ích, không ý nghĩa, là sự giảng dạy không vô ích, rồi sự tin Chúa cũng không vô ích. Rồi ông nói tiếp là không phải chỉ là vô ích thôi mà chúng tôi là những người nói láo. Rồi ông kể ra những người nào là những người nói láo. Nếu mà cái chết quả thật không sống lại thì Đức Chúa Trời chẳng khiến Đức Chúa Trời sống lại. Chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời. Chúa đã không làm, nghĩa là mình nói là Chúa làm mà Chúa không làm, tức là mình nói láo. Rồi nhưng mà cuối cùng nếu mà mình nói như vậy thì mình nói Kinh Thánh cũng nói láo, tại vì Kinh Thánh đưa ra những cái dữ kiện về sự sống lại, những người báo trước về sự sống lại, các tiên tri nói về sự sống lại. Tức là nếu mà mình nói không có sự sống lại thì mình nói chỉ có sống trong đời này mà thôi, không có linh hồn, không có cõi đời đời. Mình từ khước không có Chúa Giêsu, không có thập tự giá, nghĩa là mình từ khước tất cả. Cuối cùng mình phải đối diện với một cái sự chọn lựa, đó là khi mình nói rằng mình tin nơi thập tự, tin nơi sự sống lại, thì nó không chỉ là lý thuyết, nó không thể chỉ là chuyện mình tin, nó phải là chuyện mình sống. Tại vì nếu mình nói là tin có sự sống lại mà không sống, nghĩa là không tin. Mà nếu mà không tin thì nó đập đổ tất cả mọi cái hệ thống giá trị của đức tin. Rồi ông tới cái câu mà mình mới nhắc lại đó. Và nếu mà anh em sống như vậy, trên cái căn bản là anh em sống giống như là không có sự sống lại, anh em có thể nói là tin nhưng mà không sống thì giống như là không tin. Thì bây giờ nếu anh em nói rằng tin mà sống giống như là không có sự sống lại, sống chỉ cho đời này mà thôi, thì ông nói là trong tất cả mọi người anh em là kẻ khốn nạn hơn hết. Chữ này chữ rất là đau thương mà chúng ta đối diện, nhưng mà nó thực hơn là mình nghĩ. Tại vì nếu mà mình nói Chúa sẽ sống lại thì mình thấy là cả một cái kết luận hoàn toàn dẫn chúng ta vào một cái hệ thống sống mới, giá trị mới, quyền năng mới, và mình có thể chịu đựng những điều mình không thể chịu đựng bây giờ nếu mà chỉ sống trong đời này. Mình sống trong đời này mình mất cái chút xíu mình thấy đau, mất tiền, mất công việc, mất chỗ đứng, ngay cả mất con, mất vợ, mất chồng, hay là mất trong cái sự khó khăn của bệnh hoạn chẳng hạn, tất cả những cái mình gọi là mất mát đó, nó trở thành cái giá trả quá nhiều, quá cao, và nó ảnh hưởng tới đức tin của mình. Đức tin mình nói là mình có, nhưng tại vì cái đức tin mình nói mình có đó, nó nằm trên căn bản của đời này, và trong những cái điều đó nó bày tỏ ra là nó chỉ trong đời này. Cho nên ông nói chúng ta phải xem xét điều đó lại, tại vì tất cả những cái sự vô ích đó nó được bày tỏ bởi vì cái đời sống của chúng ta chỉ nối kết trên cái căn bản đó, cho nên chúng ta vẫn còn hư mất và chúng ta là người khốn nạn hơn hết. Nhưng mà ông nói, nhưng mà tôi muốn anh em hiểu rõ cái sự sống này để có thể bước đi cách hẳn hoi ở trong Chúa, cho nên ông muốn nói về cái sự tích cực của cái lãi đạo này. Thành thử ông chuyển hướng và ông nói bây giờ mình biết rằng vì có sự sống lại, nếu không có sự sống lại thì chúng ta vẫn hư mất, nếu không có sự sống lại thì chúng ta là những người khốn nạn nhất, hay là nếu chúng ta sống giống như là không có sự sống lại thì chúng ta là những người khốn nạn nhất. Nhưng mà vì có sự sống lại cho nên chúng ta phải biết rằng có tương lai, có một cái chương trình của Chúa mà nó đụng tới chúng ta cái thâm sâu, nó đụng tới cả thế giới này, nó đụng tới cả chương trình của Chúa cho cõi đời đời. Là chúng ta sẽ được biến hóa thân thể, và cái sự biến hóa thân thể này
nó nối kết với một cái chương trình đời đời của Chúa, ông sẽ cho chúng ta thấy, rồi sẽ nói về nước Chúa sẽ đến và chúng ta sống để hầu việc Chúa. Chúng ta muốn chú ý tới cái phần học này trong hôm nay. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại đó là chúng ta không thể nói rằng mình tin nơi sự sống lại mà sống như là không có sự sống lại, vì cái đó là sự mâu thuẫn at the core, ở trong cái sự định nghĩa. Nghĩa là khi mình nói là hay là mình sống giống như không có sự sống lại thì mình chối Chúa là ai, mình chối lẽ thật về Chúa, mình chối thập tự giá của Chúa, mình chối ngôi mộ trống của Chúa, do là mình nói là mình tin. Nhưng mà nếu mà tin mà không sống thì là không tin. Thì nó trở thành ra cái chứng minh rằng cái đức tin mình tưởng là mình có hóa ra là đức tin không thật, đức tin giả. Thành ra cái câu mà ông nói này nó đo lường sâu lắm. Nghĩa là tôi nói rằng tôi tin, nhưng mà tôi không sống như tôi tin về sự sống lại, thì tôi không tin, đức tin tôi là đức tin giả tạo. Và tôi từ khước Chúa vì chính cái sự sống của tôi nó chứng minh rằng tôi không tin. Nhưng mà nếu mà tôi tin thì đây là cái những điều mà nó sẽ chuyển hướng cái sự sống, cái giá trị, sự đo lường, mục đích. Ông đưa ra mấy điều mà đầu tiên là chúng ta sẽ được biến hóa của thân thể vì có sự sống lại. Chúng ta bước vào một cái chữ mà ông bắt đầu trong câu số 20. Ông nói nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ cái chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chứng bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người có sự sống lại trong sự sống lại của những kẻ chết. Ông giải thích cái điều đó thêm, nhưng mà cái chỗ mà ông dùng là cái chữ nhưng bây giờ. Ông nói nhưng bây giờ vì anh em biết rằng có sự sống lại, anh em biết rằng lẽ thật của sự sống lại là lẽ thật được bày tỏ cách chắc chắn rõ ràng. Thì ở đây nó nói lên một cái khúc quanh rất rõ ràng là nếu không có sự sống lại thì chúng ta đã nói rồi, anh em đi con đường sai trật vào trong chỗ ngõ cái ngõ cụt của đời sống, và anh em là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ anh em biết rằng cái điều đó nó không phải là cái sự thật. Cái sự thật là Chúa đã sống lại. Thì một lần nữa tôi muốn ngừng lại để hỏi trong đời sống mình có cái chữ but now, có cái chữ nhưng mà hay không? Có cái chỗ là mình đối diện rằng khi mà tôi nói là tôi có đức tin là Chúa đã sống lại, nếu tôi tin rằng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì cái điều đó nó chi phối đời sống của tôi ra sao, nó có thay đổi gì không? Ông nói là có chứ, tại vì nó mở ra một cái hệ thống suy nghĩ hoàn toàn khác hơn. Và ông nói đây là một cái hệ thống suy nghĩ chắc chắn, bảo đảm, tại vì Đấng Christ đã là từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Ông đang muốn chứng minh cái vấn đề là khi mà mình nói Chúa sống lại thì mình nói tới cái chuyện liên hệ đến mình. Mình nói cái chuyện nó đụng tới mình cách chắc chắn, chứ không phải là chỉ là một cái dự kiện là thập tự giá đã xảy ra, mình tin nơi đó để được sự cứu rỗi vào nơi thiên đàng. Nhưng có một điều rõ ràng là khi nói rằng Chúa sống lại thì mình nói rằng mình cũng sẽ sống lại, mình nói rằng nước Chúa sẽ đến, mình nói là công việc bây giờ của mình nó nối kết với cõi đời đời. Ông dùng cái chữ Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ để chứng minh điều này. Khi mà nói về trái đầu mùa thì ông dùng cái ngôn từ của mà rất là dễ hiểu với người Do Thái, thường xuyên dùng ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trái đầu mùa là cái chỗ bắt đầu hay là chỗ chính yếu. Khi mà một người có cái đi ra trồng trọt hay là có những cái miếng đất để mà trồng cây hay là bất cứ điều gì mình trồng, thì khi mà có bông trái thì những người tin Chúa hay là những người thuộc về Chúa trong cộng đồng của người Do Thái đó đem cái first fruit, đem cái những cái trái đầu tiên, hoa quả đầu tiên hay là những bó lúa đầu tiên để đem dâng lên cho Chúa. Và đây là cái điều luật mà Chúa đưa ra, vì Chúa nói họ muốn có cái sự thiết lập là cái căn bản sống của họ nó nằm trên cái giá trị này. Và trong cái giá trị đó nó đưa ra một cái lẽ thật rất là nhiệm màu. Đó là khi mà mình nói là mình đem cái trái đầu mùa đến để thưa với Chúa, thì mình tin rằng những gì mà Chúa
đã ban cho trong đầu mùa, nó sẽ tiếp tục trong cái mùa gặt, nó sẽ tới cái mùa gặt. Những gì mà Chúa ban cho, Chúa sẽ ban cho dư dật trong trong mùa gặt, và nó sẽ ban cho đúng theo cái kích thước, cái bản chất của những gì mà đang được chứng minh. Nghĩa là nếu mình đem bó lúa đến gặt lúa vào trong đền thờ để đưa bó lúa đó cho thầy tế lễ dâng lên cho Chúa, thì mình nói cái mùa gặt lúa nó sẽ tới, mình sẽ có lúa trong kho. Khi mình trồng bắp chẳng hạn thì mình sẽ có bắp trong kho. Nó đưa ra cái sự hiểu biết rằng những điều mà mình đang dâng lên cho Chúa bây giờ là những điều chứng minh bảo đảm là những gì nó sẽ tới, nó sẽ cùng cái loại đó, nó sẽ tới chắc chắn, tại vì nó là điều mà Chúa đã bắt đầu và Chúa sẽ làm cho trọn vẹn. Ở trong sách Lê-vi ký đoạn 23 thì đơn giản nhưng mà nó đưa ra một cái chỗ xác minh là hãy truyền cho dân Israel rằng, câu số 10, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và gặt mùa màng rồi thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Và ngày sau lễ Sa-bát, thầy tế lễ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đã được nhậm. Cái lễ của họ cũng rất là bày tỏ, nghĩa là đưa qua đưa lại trước mặt Chúa. Khi mà mình dâng lên cho đem lên dâng cho Chúa thì thầy tế lễ sẽ lấy cái bó lúa đó, hay là lấy cái hoa quả đầu mùa, có khi là chắc là bó rau hay là củ khoai, và ông sẽ đưa qua đưa lại trước cái bàn thờ của Chúa, làm như là Chúa không thấy vậy, nhưng mà để chứng minh rằng đây, điều này là tới nơi Chúa, và đây là điều xác minh, là đây là điều Chúa ban phước cho, và Chúa sẽ bảo đảm rằng những gì sẽ tới là giống như cái điều mà mình đang dâng lên cho Chúa. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói là dùng cái hình ảnh đó, thì nói là khi Chúa Giêsu là sự sống lại, và sự sống lại là trái đầu mùa, thì nó bảo đảm rằng có một cái mùa gặt của sự sống lại sẽ tới. Những cái sự sống lại này nó không phải chỉ là riêng một mình Chúa, nhưng nó là cái sự bảo đảm của sự sống lại mà Chúa sẽ ban cho trong cái mùa gặt sống lại, nếu chúng ta có thể dùng cái chữ đó. Nghĩa là khi mà mình nói rằng Chúa Giêsu sống lại thì mình nói về một cái mùa gặt, một cái chương trình của sự sống lại sẽ được thi hành. Và đây là điều mà tôi nghĩ là mình có thể hiểu một phần, nhưng nó chưa có nói như là sứ đồ Phaolô muốn. Nghĩa là khi mình nói Chúa sống lại thì mình nói đó là chỗ tôi tin Chúa sống lại, tôi lên thiên đàng. Nhưng mà mình chưa có hiểu rằng nếu tôi nói Chúa sống lại thì tôi nói rằng tôi cũng sẽ sống lại. Và mà nếu mà nói là tôi cũng sẽ sống lại thì sẽ nói về nước Chúa sẽ đến, và cái phần của tôi trong nước Chúa, nó sẽ nói tới cách nào tôi sống trên nước Chúa, nó nói về cõi đời đời, nó nói tất cả những gì tôi thay đổi mà cái lẽ thật của sự sống lại nó đòi hỏi. Và ông nói là chúng ta tin rằng Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Thì như mình nói là khi mà có cái trái đầu mùa rồi thì mình nói là cái mùa gặt nó sẽ tới, chắc chắn sẽ tới. Tại vì sao? Vì khi tôi đang với trái đầu mùa này về thì tôi thấy cả cái vườn, cả cái cánh đồng nó đã chín vàng như vậy. Tôi đem vào để tôi nói đây là điều tôi dâng cho Chúa. Khi tôi dâng cho Chúa thì tôi biết là tôi sẽ trở lại cái vườn đó và tôi sẽ hái bông trái mà Chúa đã ban cho. Thì chắc chắn là mùa gặt sẽ tới. Tại vì tất cả những gì mà Chúa ban cho trong mùa gặt nó đã nằm sẵn đó, và chỉ có đem về dùng, sử dụng mà thôi. Cho nên cái trái đầu mùa và mùa gặt là hai cái nó nối kết với nhau, không gỡ ra được. Nghĩa là extrinsically linked together. Hãy có trái đầu mùa thì sẽ có mùa gặt. Khi mình nói rằng Chúa Giêsu là trái đầu mùa của những kẻ ngủ thì sẽ có sự sống lại cho tất cả những người ở trong Chúa. Nhưng mà để giải thích thêm một điều nữa, cái này thì mình cũng hiểu rồi, nhưng mà để tránh những cái câu hỏi mà nó làm thắc mắc thì mình nói rằng nhưng mà Chúa Giêsu đâu phải là người đầu tiên sống lại. Tại vì mình biết là có những người sống lại trong Cựu Ước, các thầy tế lễ, các tiên tri trong Cựu Ước cũng kêu người chết sống lại. Chính Chúa Giêsu khi thi hành chức vụ cũng kêu người chết sống lại. Các sứ đồ trong chức vụ cũng có sự đem người chết sống lại. Nhưng mà ở đây cái sự sống lại này là một cái sự sống lại trong cái bản chất khác. Những người mà đã được cái phép lạ thi hành để họ sống lại thì họ cũng chỉ sống lại trong một thời gian ngắn, rồi họ lại chết trở lại. Khi Chúa gọi Lazarus ra khỏi mồ thì ông sống lại,
ông cũng ăn uống trở lại, ông cũng sống, nhưng mà sau đó ông cũng chết lại như thường. À, khi người ta trẻ ở tại Nain mà Chúa gọi sống lại để giao lại cho bà mẹ thì cũng không sống đời đời, người đó cũng sẽ chết lại, người đó cũng chết trở lại. Cái sự sống lại của họ là cái sự sống lại tạm bợ cho mục đích của Đức Chúa Trời, chứng minh về Chúa Giêsu là ai và sứ điệp Tin Lành là như thế nào. Nhưng mà sự sống lại của Chúa Giêsu là sự sống lại đời đời, sự sống lại của thân thể mới, sự sống lại của sự của thân thể được biến đổi để có thể sống trong cõi đời đời. Và cái sự sống lại đó là mở đầu cho một cái mùa gặt của những sự sống lại tương tự giống như cái bản chất đó, và cái bản chất đó là bản chất đời đời. Thành thử khi ông bắt đầu cho chúng ta hiểu điều đó thì ông nói rằng có một cái chương trình của sự sống lại mà Đức Chúa Trời muốn thi hành, và Ngài đã thi hành vì chúng ta thấy rằng cái trái đầu mùa nó đã gặt vào. Chúa Giêsu là trái đầu mùa, và cái sự thi hành đó sẽ thấy được trong sự bắt đầu. Chúng ta đọc xuống một tí thì sẽ thấy. Như trong câu số 22, tôi đọc từ câu số 21: và vì chân có một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết thì cũng một lẽ trong Đấng Christ mọi người đều sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước Ngài lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Sứ đồ Phaolô chỉ ra là có một cái chương trình về sự sống lại mà sẽ được thi hành. Chúng ta sẽ đi cái chi tiết đó trước, rồi chúng ta trở lại và hỏi cái câu mà ông giải thích về Adam và người trong Adam và trong Đấng Christ là như thế nào. Thì thực ra cái phần này nó cũng đơn giản, chúng ta có những dữ kiện rất rõ ràng ở trong Kinh Thánh, nhưng mà nó chỉ cho chúng ta một cái chương trình mà Chúa thi hành để chúng ta không thắc mắc, không lầm lẫn là đây là chuyện sẽ xảy ra. Chúng ta có dự phần trong đó cách hết sức là rõ ràng. Thứ nhất là Chúa Giêsu được sống lại, và Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, Ngài là trái đầu mùa của những người sống lại trong thân thể được biến đổi cho cõi đời đời, và cái sự sống lại là sự sống lại đời đời. Kế đến là sự sống lại của những người ở trong thời đại của Hội Thánh. Mình vừa gọi cái chữ được cất lên không trung đó, the rapture là cái điểm kế tiếp. Ở đây thì ông nói là mỗi người theo thứ tự riêng. Ông nói có cái thứ tự, có cái phần, có cái chương trình mà Chúa thi hành. Đấng Christ sẽ trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Thì những thứ nhất là những kẻ thuộc về Chúa trong thời đại của Hội Thánh. Chúng ta thấy ở trong Tê-su-ri-ca đoạn 4, trong cái phần đó mình hay đọc trong lễ chôn cất, lễ tang, thì ở đây nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng càn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Chúa sẽ đến trên không trung và Chúa sẽ gọi những người chết trong Chúa trong thời đại Hội Thánh, và tất cả những người chết sẽ sống lại trước hết, và những người chưa còn sống sẽ được biến hóa. Đó là cái thời điểm của sự cất lên trên không trung, và thời điểm đó nó sẽ tới. Chúa đã là trái đầu mùa, mùa gặt nó đang tới, cái trái đầu mùa đã được thiết lập, thì cái sự chắc chắn của cái phần thứ hai này nó cũng sẽ tới. Và chúng ta để ý rằng trong cái phương diện về cái sự cất lên trên không trung của Hội Thánh, nghĩa là sự sống lại của những người ở trong Chúa và sự biến hóa của những người ở trong Chúa, thì không có điều kiện nào cần thiết phải thi hành để điều này xảy ra. Nghĩa là điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lời Kinh Thánh nói là sẽ xảy ra sau khi Chúa sống lại. Chúa đã sống lại rồi, thì bây giờ cái next thing là chuyện của Hội Thánh sẽ được cất lên không trung. Thành thử tối nay, chiều nay, mai hay là lúc nào mà Chúa thẩm định, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì Kinh Thánh cũng nói rõ ràng điều đó. Tiếp tới thì sau khi Hội Thánh được cất lên không trung thì chúng ta biết rằng sẽ có 7 năm đại nạn. Rồi sau 7 năm đại nạn Chúa sẽ trở lại. Thì ở trong cái lúc mà Chúa trở lại sau 7 năm đại nạn đó thì tất cả những người chết trong Chúa trong thời gian 7 năm đại nạn cùng với tất cả những người chết trong đức tin trong thời cựu ước
sẽ được sống lại. Chúng ta thấy điều đó trong Daniel đoạn 12, Esai đoạn 26, và chúng ta có thể đọc trong sách Khải Huyền đoạn 20, câu 4 tới câu 6. Thì ở đây Giang nói về cái sự hiện thấy. Thì ông nói là tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn của những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và lời Đức Chúa Trời. Linh hồn của những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận lấy dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay cho những người dự phần vào kẻ sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cũng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Như vậy thì lúc mà Chúa Giêsu tái lâm, sau 7 năm đời nạn, lúc mà Chúa đến để thiết lập nước Ngài trên đất, thì tất cả những người chết trong Chúa tới thời gian đó sẽ được sống lại. Nghĩa là trong thời kỳ của Hội Thánh thì đã được cắt lên, đã được sống lại rồi. Những người trong thời kỳ Hội Thánh chưa chết thì sẽ được biến hóa rồi. Lúc Chúa tái lâm thì những người chết trong 7 năm đại nạn sẽ được sống lại. Và những người chết trong thời cựu ước cũng sẽ được sống lại và sẽ được đồng cai trị với Chúa trong 1000 năm. Thì không nói ra, nhưng mà những người mà không tin Chúa mà còn sống trong khi mà Chúa tái lâm thì tất cả những người đó sẽ bị tiêu diệt, những người đó sẽ chết, những người trong Chúa sẽ sống. Rồi sau 1000 năm thì có hai chuyện xảy ra. Đó là những người mà chết ở trong 1000 năm đó mà tin Chúa. Trong 1000 năm đó sẽ có người chết, tại vì có những người bước vào trong 1000 năm đó với thân thể hay chết, chưa có được biến hóa. Họ sẽ sống trong 1000 năm đó, trăm tuổi vẫn còn gọi là trẻ, nhưng mà họ sẽ chết. Và nếu họ chết trong sự tin nhận Chúa thì họ sẽ được sống lại sau 1000 năm, thân thể sẽ được sống lại sau 1000 năm. Nhưng mà sau 1000 năm đó thì tất cả những người chết mà ở ngoài Chúa, tất cả những người chết ở ngoài Chúa từ cựu ước tới tân ước tới 7 năm đại nạn tới 1000 năm, thì tất cả những người chết ở ngoài Chúa cũng sẽ sống lại, cũng sẽ được ban cho sự sống lại của thân thể, nhưng mà được ban cho sự sống lại của thân thể để đi vào cái sự trừng phạt đời đời, được sống lại hay là bị sống lại để bị hình phạt đời đời. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11-15. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng có thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy theo công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy theo công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném vào hồ lửa. Thì tất cả những người chết lớn và nhỏ trong mọi hoàn cảnh, dưới biển, trên núi, chết cách nào đều được trả lại. Sự chết và âm phủ đem trả những người chết mình có. Để làm sao? Mọi người đã bị xử đoán, sống lại để bị xử đoán. Trên cái căn bản của công việc, mà cái căn bản của công việc thì không ai được xưng công nghệ trước mặt Chúa. Như vậy là cái mùa của sự sống lại đời đời, sự sống lại trong thân thể đời đời được mở ra với sự sống lại của Chúa Giêsu. Sau đó là những người trong hội thánh, sau đó là những người tin Chúa trong mọi thời đại, sau đó là 1000 năm thì cuối cùng sẽ là sự sống lại của tất cả những người ở ngoài Chúa, những người không tin, để đi vào trong sự xét đoán đời đời. Thì ở đây nói rõ ràng đây là chuyện đời đời, đây là chuyện xảy ra, và nó là một cái sự phân biệt rất rõ ràng trong cái mùa của sự sống lại của mà Chúa dành cho mỗi người. Khải Huyền 21 câu 6 nhắc lại điều đó. Ngài phán cùng tôi rằng, sự hiện thế của sứ đồ Giăng một lần nữa, xong rồi. Ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống và ban cho, nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những gì ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và những kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ lửa.
có diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Những kẻ thắng, những người ở trong đó thì được sẽ làm con ta, còn những kẻ ở ngoài cái sự ban cho của Chúa thì sự cứu rỗi trong đức tin thì sẽ có phần của cái sự sống đời đời, của cái sự đời đời, nhưng mà mình không thể gọi cái sự sống được, cho nên ở đây nó là sự chết thứ hai. Nghĩa là mình chết lần rồi, bây giờ mình được sống lại để chết lần nữa. Và cái sự chết lần nữa là sự chết đời đời ở trong hỏa ngục, và chỗ có hồ lửa và chim cháy bừng bừng. Chúng ta hiểu những điều này thì mình hiểu trong cái ý nghĩa của sự cứu rỗi. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đang muốn dẫn cho chúng ta một cái chỗ là sự cứu rỗi nó là cái căn bản. Nhưng cái sự đức tin này nó ra một cái sự sống thi hành, cái niềm hy vọng, sự trông cậy, cái đức tin, sự dồi dào của ân điển Chúa. Và điều đó ông sẽ nối kết cho chúng ta thấy trong nước Chúa và trong sự hầu việc Chúa. Bây giờ ông giải thích cái chi tiết hơn một tí. Thì trong câu 21 ông nói: vả vì chân bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Ông giải thích ra thì ông nói vấn đề cũng dễ hiểu. Như là chúng ta thấy có hai nhóm người, tất cả những người trong Adam thì những người đó đều chết. Và vì chân một bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như ở trong Adam mọi người đều chết, thì rõ ràng chúng ta hiểu điều đó. Ai sanh trong Adam thì đều chết cả, vì cái bản chất của con người sanh trong Adam là bản chất tội lỗi, đều chết. Và những công việc của những người ở trong Adam là công việc của tội lỗi, cho nên cũng từ đó ra sự chết. Thì ai là người trong Adam? Tất cả mọi người mà sống trên đất là con người đều là từ ở trong Adam, vì tất cả mọi người chúng ta đều ra từ nơi Adam, và sự chết đã được đại diện bởi Adam thi hành cho tất cả những người ở trong Adam, đồng thời chứng minh rằng chúng ta đồng ý với tất cả mọi điều mà Adam làm trong cái khuynh hướng của mình. Tại vì khi giao cho mình cái sự quyết định, mình cũng quyết định giống như Adam là chọn mình chứ không chọn Chúa. Thì Kinh Thánh trong sách Roma giải thích điều đó rõ ràng. Cho nên trong Adam, nghĩa là con người, sinh ra trong dòng dõi con người, tất cả sẽ bị chết, tất cả sẽ bị đối diện với cái cõi đời đời trong cái bản chất của Adam. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai thì là tất cả những người trong Chúa. Thì cũng tất cả mọi người, nhưng mà không phải là tất cả mọi người ai cũng vậy. Cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Cái chữ mọi người thứ hai này không phải là mọi người, là tất cả mọi người, nhưng mà mọi người trong Đấng Christ. Cái chữ mọi người đầu tiên là mọi người trong Adam, thì hóa ra thì tất cả mọi người thiệt. Tại vì tất cả mọi người trong Adam đều là con người, ai sinh ra đều là trong Adam. Nhưng mà cái nhóm người thứ hai thì không phải là ai là con người đều là người trong Đấng Christ. Thì tức là ông nói về những người tin Chúa. Tất cả những người tin Chúa, tất cả những người có đức tin nơi Chúa Giêsu thì sẽ được sống, sẽ được bước vào trong sự sống lại đời đời. Như chúng ta nói, còn những người kia thì sẽ bước vào trong sự chết thứ hai chứ không phải là sự sống lại. Tại vì họ được sống lại thân thể nhưng mà để mà bước vào trong sự chết đời đời. Thì trong cái nguyên tắc của những người trong Chúa được sống đời đời, thì nó là trụng trên cái nguyên tắc những người trong Chúa là được sự xưng nghĩa bởi đức tin, như trong Roma đoạn 5 câu 19: vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Thì bởi sự không vâng phục của Adam, mọi người sanh ra trong Adam đều thành kẻ có tội. Thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, đổ huyết Ngài để trả giá cho những người ở trong Chúa, thì tất cả những người ở trong Chúa đều thành ra công bình. Thì cũng vì cái trên cái căn bản đó thì những người ở trong Chúa sẽ có sự sống đời đời. Và chỉ có những người ở trong Chúa, tin Chúa mới có cái sự trông cậy và hy vọng khi chúng ta nói về sự sống lại. Thì nó đối diện với chúng ta ngay tức khắc là chúng ta nói như vậy thì tôi sẽ được sự sống lại, tại vì tôi là người tin Chúa. Thì sứ đồ Phaolô hỏi thì làm sao nào để biết tin Chúa? Nếu mà nói về cách sống thì mình sống cho đời này mà thôi, hay là mình sống cho cái cõi đời đời như là những người có sự sống lại?
thì ông nói trình bày ra để cho mình biết cách đo lường, nhưng không có nghĩa là mình có thể cứ nói mà không có cái bằng chứng, tại vì cái bằng chứng của Kinh Thánh được đưa ra. Nhưng mà điều mà ông muốn cho chúng ta thấy ở đây là có một cái chương trình của sự sống lại, mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ sẽ trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại, kế đó cuối cùng sẽ đến. Tức là có một cái chương trình mà Đức Chúa Trời thiết lập, và Ngài thiết lập một cách rõ ràng chắc chắn, và Ngài sẽ thi hành cái chương trình này. Mình tin hay không tin, mình muốn hay không muốn, mình đồng ý hay không đồng ý, mình có sống động hàng ngày với cái đức tin này hay không, chuyện đó là chuyện mình sẽ đối diện. Nhưng mà cái chương trình của Chúa sẽ được thực hiện. Và nếu chúng ta thấy cái chương trình của Chúa thì chúng ta có thể thấy được trong ngày tháng của chúng ta những dấu hiệu mà cái mùa gặt nó tới càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng rõ ràng. Thì cái câu trả lời rằng nếu mà cái điểm kế tiếp trong cái chương trình của cái chương trình sống lại của mà Chúa trình Chúa bày tỏ cho chúng ta ở đây là cái sự cất lên trên công trung của Hội Thánh, mà không cần báo trước, không cần nói trước. Nếu mà mình có cái bài hát là ngày nay Chúa tới thì sao đó, thì nó là cái chỗ để mình cần thiết để hỏi lại là nếu mà Chúa tới thì tôi chứng minh, hay là tôi có cái bông trái của sự sống lại, của niềm hy vọng trong sự sống lại của Chúa, hay là nó là cái đức tin về một cái dữ kiện mà nó không chi phối đời sống của tôi. Sư đồ Phaolô nói nếu nó không chi phối đời sống của anh em đó, nếu anh em chỉ tin Chúa về đời này mà thôi, không phải là về đời sau, không phải về chuyện đời đời, anh em tin Chúa để có phước hạnh, để có sự bảo toàn của những gì anh em muốn trong thế giới, thì anh em không phải là người tin Chúa. Thì người tin Chúa nằm trong cái mùa gặt của sự đời đời, cái mùa gặt của những người thuộc về Chúa Giêsu, sống trong sự sống của Chúa Giêsu, sống trong mục đích của Chúa Giêsu. Thì anh em phải thấy được cái sự khác biệt này. Thì mình như mình nói là mình học để kiểm điểm. Bây giờ ông nói kiểm điểm làm sao? Kiểm điểm một cái phần kế tới, đó là biết rằng nước Chúa sẽ đến, nước Chúa sẽ tới. Nghĩa là khi tôi nói rằng tôi tin Chúa sống lại, thì tôi tin rằng tôi sẽ sống lại, tôi sẽ nằm trong cái chương trình của tuần tự mà Chúa sẽ làm cho những người đã sanh ra trên mặt đất sẽ sống lại. Có người sẽ sống lại để bước vào trong phước hạnh đời đời, có người được sống lại để chết lần thứ hai trong sự chết đời đời. Nhưng mà tất cả đều có một con đường đi, và nó sẽ bày tỏ trong đời sống của mình. Cái căn bản mà ông đo lường là căn bản sống cho đời này hay là mà thôi, hay là sống cho nước Chúa. Cho nên ông nói những người mà nói rằng mình được cứu, sống trong sự sống lại của Chúa, thì hiểu rằng sẽ có nước Chúa đến. Câu số 24. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời để muôn vật dưới chân Ngài, mà nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong mọi sự. Câu 27-28 thì nghe thì có vẻ hơi nhiều khê, nhưng mà chúng ta giải thích tí là thấy rõ ràng thêm. Nhưng mà đầu tiên thì ông nói rằng khi mà nói rằng Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, thì hiểu rằng cuối cùng sự cuối cùng sẽ đến, và nước Chúa sẽ là cái điểm rõ ràng của sự kết thúc mọi chương trình của Đức Chúa Trời. Lúc Ngài sẽ giao nước Ngài cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Nước Chúa sẽ đến trong cái sự cai trị đời đời của Chúa Giêsu. Ở đây là nói lên cái sự thực lòng của những người mà như chúng ta thường xuyên cầu nguyện là nước Cha mau đến đó. Thì hỏi rằng mình cầu nguyện điều đó ra từ cái giá trị của tấm lòng hiểu biết về sự ban cho của ân điển Chúa trong sự sống lại, trong chương trình sống lại, mà mình biết rằng mình có mặt ở trong cái chương trình đó, ở trong cái thời điểm của Chúa đã được nêu ra, hay là mình chỉ nói như là một bài tụng kinh mà nó không đụng tới đời sống của mình. Nếu mà nước Cha mau đến mà mình nói điều đó xong rồi mình sống cho đời này mà thôi, thì cái đó làm sao mà nói là người cầu nguyện thật lòng được. Mà nếu người cầu nguyện thật lòng là nước Cha mau đến, thì không thể chỉ sống cho đời này mà thôi,
thì cái chìa khóa của sự đo lường nó càng ngày càng rõ hơn cho chúng ta. Thì ở đây ông nói là sự cai trị của Chúa Giêsu. Ông dùng cái chữ là kế đó, từ câu số 24, kế đó. Nghĩa là sau cái sự cái tiến trình của sự sống lại là sự thiết lập của nước Chúa. Trước hết là Chúa Giêsu là trái đầu mùa của sự sống lại. Rồi sau đó là tất cả những người ở trong Chúa được sống lại khi Chúa cất hội thánh lên trên không trung, hay là lúc Chúa trở lại trên đất sau 7 năm đại nạn. Sau đó là ngày tận chung, là ngày cuối cùng. Sau đó là the end. Sau đó then come the end. Sự cuối cùng sẽ tới. Mình suy nghĩ ngừng lại đây cái chỗ này, cái chữ này mình đọc thì mình hiểu, nhưng mà mình không biết hiểu như thế nào để áp dụng trong đời sống của mình, nếu mà chỉ là lý thuyết thôi. Mình biết sự cuối cùng sẽ tới. Mọi những điều trông cậy của trong đời sống này thì chỉ là đời sống tạm bợ thôi. Chúng ta hiểu điều đó. Thì sư đồ Phaolô hỏi là nếu mình biết rằng sự cuối cùng sẽ tới thì nó phải inform, nó phải chiếu ánh sáng trên tất cả mọi quyết định của mình. Và điều đó chắc chắn sẽ tới. Then come the end. Và cái sự cuối cùng là sự cai trị của Chúa trong nước của Ngài. Thì ở đây ông chỉ ra cái điều chắc chắn xảy ra. Đó là Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực. Cái câu Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha là câu cũng khá thú vị để chúng ta hiểu. Ở đây cái sự bày tỏ rằng Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con là Chúa Giêsu vào trong thế gian để, như mình nói, tìm và cứu kẻ bị mất, tức là đối diện với những người đã mất trong tội lỗi. Thì sau khi đã đền tội, đã thi hành sự cứu chuộc của Chúa, đã mở cửa cho công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời được thực hiện, và sau khi đã thắng, dùng cái chữ là thắng cứu những người mà thuộc về Chúa, những người mà Chúa chọn và giao lại cho Chúa, thì Chúa Giêsu đã làm xong mọi sự trong cái sự sai phái của mà Đức Chúa Cha đã giao cho mình. Cho nên trên thập tự giá thì Chúa đã tuyên bố là mọi sự được trọn, tức là cái sự chiến thắng, cái giá trả nó đã thực hiện rồi. Nhưng mà tới cái thời kỳ của sự sống lại, đó là cái thời kỳ cuối cùng, cái thời kỳ thực nghiệm của tất cả sự cứu rỗi của Chúa ban cho. Ở trong Roma đoạn 8 thì chúng ta biết là cái sự cứu rỗi đó là cái sự cứu rỗi toàn vẹn ở trong Chúa, khi nói rằng chúng ta chờ đợi cái ngày của sự nhận làm con nuôi, tức là cái sự biến hóa của thân thể. Nghĩa là khi Chúa tới biến hóa thân thể, Chúa ban cho sự sống lại của thân thể, là sự cứu rỗi toàn vẹn của cả thân thể lẫn linh hồn. Thì đó là cái chương trình của Chúa. Thì lúc đó sẽ không còn tội lỗi nữa, không còn sự chết nữa. Sự cai trị của Chúa hoàn toàn và tuyệt đối trên tất cả mọi người, trên tất cả mọi muôn loài vạn vật. Thì dùng cái chữ ở đây là phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực, nghĩa là không có cái chỗ nào mà còn chống lại với Chúa, hay là những chỗ nào mà không thi hành cái ý định thời đời của Ngài. Cái hình ảnh ở trong câu số 20-25 nó rất là xúc tích. Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch mình dưới chân mình. Cái hình ảnh nói về sự chiến thắng của một vị vua ra đi khi ra trận chinh chiến. Mà khi mình chiến thắng quân thù rồi, mà mình chiến thắng cái vua của cái nước mà chống nghịch lại với mình, thì cái tập quán của sự chinh chiến thời đó là mình đem cái vị vua mà thua đó ra bắt quỳ trước mặt, thiệt ra bắt nằm dài ở dưới đất, rồi cái vị vua chiến thắng sẽ bước tới và lấy cái chân đạp trên cái cổ của người đó. Cái hình ảnh của lấy cái chân đạp lên cổ để tuyên bố rằng cái sự thống trị của cái vị vua chiến thắng này là toàn vẹn, không có một cái giới hạn nào trên cái vị vua đã bị bắt phục. Thì ở đây cái hình ảnh là Chúa sẽ đặt tất cả những cái kẻ thù nghịch, tất cả những quyền lực, tất cả mọi hệ thống suy nghĩ, tất cả mọi cái sự chống nghịch Chúa nằm xuống trước mặt Chúa hết, và Chúa sẽ đi đạp cổ trên tất cả mọi cái điều đó, chứng minh rằng sẽ không còn điều gì chống nghịch Chúa.
Cái hình ảnh đó là hình ảnh gọi là dứt khoát, tuyệt đối, cuối cùng Chúa sẽ cai trị tất cả, Chúa sẽ giải quyết mọi mọi vấn đề, chống nghịch sai trật. Và cái hình ảnh mà hồ lửa và diêm rồi con thú và tiên tri giả rồi tất cả những người bị quăng vào trong trong cái sự tể trị của Chúa, phán xét của Chúa nó rất là rõ ràng. Ngay cả sự chết ở đây thì nói là ngay cả sự chết là cái sự cuối cùng, Chúa cũng sẽ thực hiện điều đó, là kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 14 15 thì nói đoạn sự chết và âm phủ cũng bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào sách sự sống để bị ném xuống hồ lửa. Ở đây sự chết và âm phủ cũng bị xét đoán, cũng bị quăng vào chỗ hồ lửa là sự chết thứ hai, tức là Chúa sẽ xét đoán. Và cái sự chết Chúa sẽ không còn để cho nằm trong tay của ma quỷ, của Satan nữa. Trong trong thời gian hiện tại của chúng ta thì Chúa cho phép ma quỷ có cái quyền của sự chết. Không phải là nó muốn giết ai nó giết, nó muốn làm gì nó làm, nhưng mà nó là cái công cụ của sự chết. Và khi Chúa cho phép thì nó sẽ thi hành cái sự chết đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như những người ở trong Chúa thì ma quỷ không có quyền nào mà có đụng tới, trừ ra cái sự cho phép của Chúa. Giống như trường hợp của Gióp, muốn cho ông Gióp bệnh thì cũng phải có phép của Chúa, mà muốn đụng tới thân thể ông cũng phải có phép của Chúa, đụng tới gia đình, đụng tới mọi hoàn cảnh. Chúa nói không đụng tới mạng thì nó không giết được ông Gióp. Nhưng mà những kẻ thuộc về ma quỷ mà Chúa cho phép nó sử dụng cái quyền sự chết này, thì mình thấy đó là những điều xảy ra trong thế gian, những sự chết tàn bạo, những sự chết kinh khủng, sự chết của đông biết bao nhiêu người. Mình nói rằng cái đó là cách móc Chúa, nhưng mà cái cơ bản là đây là cái sự thi hành, sự phán xét của Chúa qua cái công cụ là ma quỷ. Ở trong Hebrew đoạn số 2 câu 14 chỉ cho chúng ta phần này. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình và phá diệt cái cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sự sợ chết bị cầm trong tôi mọi trọn đời. Khi mà tội lỗi là cái quyền cai trị, không có sự giải thoát, thì cái quyền cai trị đó nó đem tới sự chết, và cái không quyền sự chết là ma quỷ, nó thi hành cái sự chết thì làm cho tất cả mọi người sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời vì sự chết đó. Nhưng khi Chúa hy sinh để chết cho những người có tội, giải phóng họ ra khỏi sự chết đời đời, thì cái sự chết của thân thể nó không thành vấn đề nữa. Tại vì cái sự chết của thân thể là sự sống đời đời trong Chúa. Thành thử Chúa giải phóng, Chúa giải thoát tất cả những người đối diện với sự chết. Không có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa thì mình không chết, mình tin Chúa mình vẫn chết trong thân thể này. Nhưng cái sự chết đó dẫn vào trong cái phước hạnh của sự sống lại đời đời. Ở đây phần cuối cùng của sách mà chúng ta đang học, đoạn 15 của sách Cô-rinh-tô nhất, nói về cái sự chết này, hay là cái sự chiến thắng sự chết này. Để chúng ta đọc lại cho thấy cái con đường của sự trông cậy này. Chúng ta sẽ giải thích chi tiết hơn khi chúng ta tới phần này. Nhưng tôi muốn đọc cái chỗ này để chúng ta thấy cái hình ảnh mà sứ đồ Phaolô đang muốn nói ra. Khi sự chết được chiến thắng bởi Chúa Giêsu thì là không còn gì để mà nói nữa. Tại vì tất cả mọi điều cần thiết để mà Chúa tiêu diệt thì đã được tiêu diệt. Chúa đã đạp chân trên cổ tất cả những quyền lực chống lại Chúa. Câu số 50, đoạn 15 mình đang học. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời, chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng được sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nghĩa là chúng ta không chết hết, nhưng hết thảy đều sẽ được biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng càng chót, vì càng sẽ thổi, cả chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời tiên kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.
Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Giêsu Christ chúng ta. Cái sự chiến thắng cuối cùng là bây giờ ngay cả sự chết cũng không còn nữa. Cái sự sống đời đời nghĩa là không còn sự chết nữa. Sự chết cũng đã bị đạp cổ, bị cai trị, bị quăng vào trong hồ lửa. Sự chết và âm phủ cũng bị quăng xuống hồ lửa. Chúa giải quyết vấn đề chuyện chết, chuyện đời đời bằng cách thi hành là không còn sự chết. Tất cả mọi người đều ở trong Chúa đều sẽ sống. Những người ở trong hồ lửa thì đã bị chết lần thứ hai trong sự đoán phạt của Chúa. Thì ở đây chỉ ra là cái vấn đề là Chúa Giêsu sẽ làm trọn vẹn mọi công việc mà Đức Chúa Cha thi hành ban cho để Ngài thi hành. Khi Chúa Giêsu được Cha sai vào thế gian thì Ngài sanh ra thành một em bé rất là bần hàn, rất là bình thường, không ai để ý. Ngài sống lại, Ngài sống như một người ở trong vòng con người, cũng không ai biết Chúa là con Đức Chúa Trời và sống trong quyền năng của Chúa. Nhưng khi Ngài bắt đầu chức vụ thì Ngài chứng minh sứ điệp của Tin Lành, chứng minh Chúa là con Đức Chúa Trời bằng những phép lạ bày tỏ ra. Nhưng mà cái phép lạ lớn hơn hết bày tỏ ra là sự sống lại của Ngài. Chúa sống lại thì Chúa bày tỏ ra sự sống đời đời của Chúa. Chúa sống lại thì bày tỏ ra Chúa là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Chúa sống lại thì Chúa bày tỏ ra chương trình của nước Chúa sẽ được thi hành và nước Chúa sẽ đến, tất cả những gì Ngài rao truyền sẽ được thực hiện. Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Cha. Câu 27 tới câu 28 thì ở đây sứ đồ Phaolô chỉ muốn giải thích cái câu mà ông trích dẫn đó là vả Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài và đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng là làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài thì bây giờ chính mình con sẽ phục lấy đấng mà cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm cho muôn sự trong mọi sự. Khi mà nói cái câu là Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài mà nói rằng muôn vật phải phục Ngài, thì khi mà nói rằng muôn vật phục Ngài thì ở đây ông chỉ nói là trong muôn vật đó, trong tất cả cái chữ all đó, He has put all things in subjection under His feet, thì dĩ nhiên không có Đức Chúa Trời trong đó, vì cái chữ all đó chỉ là những muôn vật, những tạo vật mà thôi. Mà nói rằng muôn vật phục Ngài thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài, tức là cái câu mà muôn vật đó nó không thể là có Đức Chúa Trời. Tại vì có nhiều người nói không hiểu là cái sự cuối cùng khi mà Đức Chúa Jesus Christ cai trị trên mọi loài vạn vật, trên tất cả, thì cái chữ đó là như vậy, thì trên ba ngôi Đức Chúa Trời có sự thay đổi sao? Có cái sự thay đổi thứ tự không? Cái chuyện này không có đụng tới ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng mà với ba ngôi Đức Chúa Trời thì sao? Thì khi muôn vật đã phục Ngài thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm cho muôn sự ở trong mọi sự. Giải thích cái này thì nó sẽ lấy thời gian thêm, nhưng mà tôi chỉ muốn tóm tắt ra ở đây, nói rằng khi mà sau khi Chúa đã sống lại, khi Chúa đã làm xong nhiệm vụ của mình trong sự cứu rỗi, khi Chúa là trái đầu mùa của những kẻ sống lại, và khi Chúa giao nước Ngài cho Đức Chúa Trời, thì cái sự phân biệt giữa cái nhiệm vụ của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh không còn cần thiết nữa. Nghĩa là khi Chúa Giêsu vào trong thế gian thì Chúa vào trong thế gian với con người hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, vâng phục cho đến chết, hoặc là thậm chí đến cái thập tự. Thì cái sự phân chia là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, nó có cái nhiệm vụ phân biệt rất rõ ràng. Nhưng mà khi trong cõi đời đời thì không còn sự phân biệt như vậy nữa, cần thiết như vậy nữa, vì cái công việc đã xong. Nghĩa là nói rằng ba ngôi Đức Chúa Trời hoàn toàn đời đời, hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn hiệp một, hoàn toàn trong sự thông công, hoàn toàn trong sự thánh khiết, hoàn toàn trong sự hiệp một. Nghĩa là ba ngôi Đức Chúa Trời là một, thì bây giờ sẽ được trở về như vậy. Sau khi muôn vật đã phục Ngài, sau khi nước Ngài được thực hiện, thì Đức Chúa Con, Đức Chúa Cha, ba ngôi Đức Chúa Trời là muôn sự trong muôn sự. Nghĩa là cái sự toàn vẹn, vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ cách trọn vẹn. Lần tới chúng ta đi vào trong chi tiết một chút xíu nữa, chúng ta sẽ thấy trong cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 17 nói ra sự đó. Nghĩa là Chúa nói là trong sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời, Cha với Con và Đức Thánh Linh có cái sự toàn vẹn trong đó, nhưng mà sẽ đem những người thuộc về Chúa tham dự vào trong cái sự thông công đó, trong sự vinh hiển đó. Thì ở đây nói là khi muôn vật phục Ngài, Ngài sẽ đem họ vào trong chỗ hiểu biết trong cái sự thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời trong cõi đời đời.
không phải là ngang hàng, nhưng mà được tham dự trong cái bản chất với cái sự phước hạnh mà Chúa ban cho. Thì chúng ta muốn áp dụng cái phần Kinh Thánh này đang học, chúng ta sẽ áp dụng cái phần như chỗ nào? Tại vì nó nhiều thứ, nó nhiều dữ kiện để mà chúng ta học hỏi, nhưng mà chúng ta muốn học hỏi để mà trả lời cái câu mà sứ đồ Phaolô nói rằng nếu đây là cái căn bản mà được ban cho anh em trong Tin Lành của Đức Giêsu Christ, là điều mà tôi đã rao giảng cho anh em, điều anh em đã nhận lấy và tin, và anh em đứng vững vàng trong đạo ấy, anh em giữ lấy như là tôi đã giảng, thì anh em làm sao? Làm sao để cái sự nghe hôm nay không trở thành vô ích, nó không phải chỉ nghe như cho biết, cho hiểu rồi. Thì ông nói thì cái điểm đó nó trả lời trong cái câu là nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, nó là cái sự đo lường rõ ràng chắc chắn. Nghĩa là khi anh em nói rằng tôi tin nơi sự sống lại của Đức Giêsu Christ, thì anh em nói rằng tôi tin nơi sự sống lại của chính mình, tin rằng sẽ có nước Đức Chúa Trời sẽ tới, có chương trình sống lại mà Chúa sẽ thực hiện trong lịch sử con người, tuần tự sẽ xảy đến tới phiên mình. Khi tới phiên mình thì một là mình sống lại để bước vào trong cõi đời đời phước hạnh của Chúa, phục vụ nước Chúa, hai là để chết lần thứ hai trong hỏa ngục đời đời, thì nó sẽ được thi hành và Chúa sẽ làm mọi điều đó, vì Chúa sẽ chắc chắn thi hành tất cả mọi điều trong quyền cai trị của Chúa. Đó là cái sự suy nghĩ nó hay làm cho mình lo sợ, vì mình không biết là mình có sống đầy đủ hay không. Dĩ nhiên là không ai sống đầy đủ trong đời này để mà chứng minh rằng hay là chứng minh điều gì cả, nhưng mà nó là cái sự đo lường để mình hiểu biết. Nhưng tôi muốn chúng ta muốn chú ý tới cái chỗ sau khi thấy được điều đó, thì thấy được cái sự trông cậy vững vàng ở trong nước Đức Chúa Trời, ở trong cái chương trình của Chúa cho chính mình. Nghĩa là mình chắc chắn nằm trong chương trình cứu rỗi, mình chắc chắn nằm trong chương trình sống lại, mình chắc chắn nằm trong chương trình nước Đức Chúa Trời. Và khi mình biết điều đó là cõi đời đời, là những bước tới chắc chắn sẽ xảy ra, thì tôi nghĩ rằng dĩ nhiên nó sẽ thay đổi cái ngày sống hiện tại của mình. Dĩ nhiên mình sẽ không sống theo đời này mà thôi. Tại vì những người mà hiểu được điều đó mà cứ sống trong đời này mà thôi, thì những người đó thực sự không có đức tin. Và những người có đức tin thật sẽ thấy sự thay đổi, sẽ thấy sự khác biệt, sẽ thấy sự tăng tiến. Cho nên chúng ta đầy lòng trông cậy để mà bước những bước tới. Nhưng mà phải là trông cậy một cách ý, trông cậy là cứ sống sao sống, miễn là mình lên thiên đàng. Ai nói câu đó sẽ phải nghĩ lại. Tại vì muốn sống sao sống, nghĩa là ở ngoài cái sự hướng dẫn này, thì chỉ sống về đời này mà thôi. Và thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng những kẻ hiểu sự sống lại, hiểu sự âm hưởng của sự sống lại của Chúa Giêsu, hiểu chương trình sống lại mà Chúa đặt để cho tất cả mọi người, hiểu chỗ của nước Đức Chúa Trời, đời đời sẽ được thực hiện cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Những người đó sẽ sống cho nước Chúa. Những người đó sẽ thưa với Chúa rằng nước Cha mau đến, không phải để cho con lên thiên đàng cho nhanh, nhưng để cho con giống Chúa Giêsu, sống cho sự vinh hiển của Đấng đã chết và đã sống lại cho chính mình, thì mình sẽ không vì mình mà sống nữa, nhưng sẽ sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Xin Chúa cho chúng con nghe, hiểu và làm theo trong quyền năng của Thánh Linh Chúa, trong ân sủng kỳ diệu của Ngài, để chúng con chứng minh không phải trên sự cố gắng riêng của mình, nhưng là trên bông trái của công việc ân điển Chúa đã thiết lập, đã thực hành, đang thực hiện và sẽ làm cho trọn trong sự ban cho của Chúa Giêsu. Nhưng cho chúng con cũng cẩn trọng để không ý mà nói rằng chúng con tin nhưng cứ sống theo ý mình, sống theo đời này, để cuối cùng bật ngửa ra là chúng con không thuộc về Chúa. Cho chúng con được sự trông cậy trong Chúa và bằng chứng của sự trông cậy đó trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ.